Hello, chào anh nha. Mình là Nhật Audio. Trong video hôm nay, Nhật sẽ mang đến cho anh em mà dòng sản phẩm âm ly cổ đến từ thương hiệu nội địa của Đan Mạch là Bell Master. Và dòng này sẽ có trên model 800 anh em. Rồi dòng sản phẩm đặc biệt, nó sẽ có liền luôn cả loa anh em ạ. Và loa này nó là hoạt động thích âm nghe và nó rất là hay anh em. Bạn em nhìn thấy size của nó thôi và nó rất là khủng bố, nhưng mà chiều ngang của nó thôi đến tận là 86 cm cho anh em. Size ngang của nó phải nói là rất là khủng, nhưng mà dòng này anh em chơi nghe nhạc phù hợp nhất là đối với những dòng sản phẩm mà loa từ của châu Âu cho anh em. Nó sẽ cho ra chất âm hay nhất là những cặp loa của Beovox, Philips, loa của ITT nha anh em. Sa3 đây, mời anh em cùng nhìn xem qua về hình thức cũng như về thiết kế dòng sản phẩm này. Đây, cái này nó sẽ có thiết kế là vỏ gỗ nha anh em. Vỏ gỗ dòng sản phẩm này mình đánh giá nó là còn rất là tốt nha anh em, nguyên bản em nó. Đây, sản phẩm mình sẽ trang bị ta là hệ thống là hai loa ở hai bên nha anh em. Đây, và hai loa này hoạt động nó rất là tốt cho anh em. Ngoài ra thì anh em có thể mà chơi thêm con này với loa ngoài nữa cũng rất ok nha anh em. Đây, sản phẩm mình sẽ trang bị chúng ta các nút chức năng. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi từ trái sang phải nha anh em. Đầu tiên là nút có điều chỉnh về volume, còn đây là ba lăng nha anh em. Nút có điều chỉnh về bass và treble nha anh em. Còn bên dưới là các mode chức năng chơi mono cho anh em, còn anh em thả ra chơi stereo, phono để chơi mâm đĩa than nha anh em. Tab và anh em sẽ chơi nghe nhạc qua thiết bị, ví dụ như là điện thoại, đồ đĩa CD, điện máy vi tính hoặc là laptop. Còn bên cạnh đây là các nút để mà chơi bài đài radio nha anh em. Còn đây là nút off và nút để tắt nguồn nha anh em. Còn phía trên đây là anh em sẽ ra đài nha anh em. Đài con này bắt sóng và nó cũng rất là tốt cho anh em. Và con này thì nó sẽ chơi được 104, nó nghĩa là anh em phải mà bắt sóng được cực kỳ là tốt tất cả các đài ở Việt Nam nha anh em. Đây, mặt bên của nó thì nó sẽ là cũng là vỏ gỗ cho anh em. Đây, mặt sau trong sản phẩm này, đây đầu tiên là chúng ta cũng nhìn ở bên phải trước anh em. Đây, cái vỏ gỗ này nó sẽ có hai cái loa, và hai cái loa này nó sẽ có hai cái đầu dây để cho anh em thể mà cắm trực tiếp vào cái phần, đây là cổng mà anh em bế tín hiệu từ loa nha anh em, rồi anh em cắm vào cho anh em chơi. Còn anh em mua thì mình tặng luôn cho anh em thêm hai cái đầu jack để mà chuyển ra loa, để cho anh em nếu mà có cái loa ngoài của anh em thì anh em có thể mà cắm vô chơi trực tiếp với con này được luôn nha anh em. Còn bên đây cái cổng để mà anh em bế tín hiệu nha anh em, phono, phương tiện than, tép, anh em bế tín hiệu nghe nhạc. Và bên dưới là cái cổng để mà anh em cắm FM hoặc AM nha anh em. Còn về mặt dưới sản phẩm nó sẽ có tem in thông tin mà dòng sản phẩm này nha anh em. Đây, cái này là đến từ thương hiệu của B&O Bang & Olufsen, rồi của Đan Mạch cho anh em, Danish là Đan Mạch. Này sẽ xài tổng cộng là 4 dòng điện anh em. Anh em nhìn vào đây nó sẽ có một cái công tắc chuyển đổi giữa 4 dòng điện, và mình đang để hiện tại 220V. Công suất của con này đến tận là 170W cho anh em. Đây, tên model là 800, hàng chính hãng là Made in Đan Mạch cho anh em. Đây, phía dưới anh em thấy những cái linh kiện, thì người cái tàu cho anh em còn rất là mới đẹp keng nha anh em. Đây, tăng cô cũng còn rất là đẹp và sáng màu cho anh em. Còn về nội thất ở bên trong của Beo Master 800
cũng còn rất là mới và đẹp cho em. Em thấy là bản mặt của nó thì màu xanh, nó là miên man luôn em mà rất là đẹp. Tăng thô thì vẫn còn vàng óng ánh anh em. Và đặc biệt là dòng này sẽ trang bị chúng ta tổng cộng là 4 con sò mót phép chân vàng nha anh em. Dòng sò này phải nói là nổi tiếng từ xưa đến nay rồi, nhưng mà âm cho ra nghe mềm mại và tơi nhuyễn nên được rất là nhiều anh em ưa thích. Bà hàng mình bán bao zin cho anh em chơi yên tâm. Và giá mình để lại cho anh em phải nói là siêu tốt luôn, chỉ với 4.200.000 đồng. Anh em muốn mua thì liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại hoặc qua Zalo để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Và bây giờ mình sẽ vào nghe bài test chất âm mời anh em. Và bây giờ mình sẽ test luôn chất âm của Behr Master 800 với cặp loa trong của nó luôn nha anh em. Thì mời anh em. Em đã đến và đã đến như áng mây, như cánh chim bay qua bầu trời. Ôi hình hài một vài giờ tôi muốn nói lên trọn lời êm đềm kề tai em bằng con tim. Trường nắng cháy sờ gió núi sờ sóng khơi tan vỡ mau nên tôi nghẹn ôm cuộc đời vạn phần lẻ loi. Em mơ mê thời gian gần gũi nào được bao nhiêu mà khi rời gót lòng đầy cô liêu nên xa em rồi tôi nhớ. Ai đây đợi ai đây và tìm ai đây nghe núi tiếc gào thét giữa muôn sóng khơi nghe trái tim rung lên bồi hồi mong gì gặp lại lần thứ hai. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục test dòng sản phẩm này với cặp loa ngoài nha anh em. Đây mình đang chơi với cặp loa Philips của Hà Lan nha anh em. Đợi ai đây và tìm ai đây? Gì gặp lại lần thứ hai? Người lối kia gào thét giữa muôn sóng khơi, nghe trái tim dâng lên buồn. Mong gì gặp lại chung là về chất âm của Behr Master 800. Tuy là một dòng sản phẩm cổ đã ra đời cách đây nó cũng tương đối là lâu rồi nhưng mà chất âm nó nghe phải nói là rất là tuyệt vời vậy anh em. Nên có thể mà vừa chơi với loa trong họ nên có thể mà ghép thêm những cặp loa ngoài có sẵn của anh em. Và đặc biệt là con này có một cái thiết kế sai ngang của nó là rất là khủng lồ anh em, rất thích hợp để cho anh em phải mà trưng bày trong các không gian nhà thì nó sẽ rất là sang trọng, nhưng mà về đánh giá rất là cao khả năng trưng bày dòng sản phẩm này. Rồi anh em đánh giá sao về dòng sản phẩm này thì để lại một bình luận ở bên dưới video.
Cảm ơn em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Đã thấy video hữu ích thì em hãy đăng kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn em trong những video tới. Bye.